này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu bố thí ba la mật đa còn chẳng thể được cầu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng còn chẳng thể được huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu pháp không nội còn chẳng thể được cầu pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng còn chẳng thể được. Uống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu chân như còn chẳng thể được. Cầu pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu thánh đế khổ còn chẳng thể được, cầu thánh đế tập diệt đạo cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được nết bản rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt, cầu bốn niệm trụ còn chẳng thể được, cầu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu bốn tịnh lự còn chẳng thể được cầu bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng còn chẳng thể được huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bản rốt ráo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu tám giải thoát còn chẳng thể được, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được nết bản rốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có.